Sunny là một nhân viên chăm chỉ, chuyên tìm kiếm những học sinh yêu thích thể thao để vào công ty sản xuất giày Nike. Ở thời điểm này, Nike là công ty sản xuất giày lớn, nhưng công ty này chỉ sản xuất giày đi bộ. Bây giờ họ muốn sản xuất giày cho thị trường bóng rổ. Sunny rất yêu thích môn thể thao bóng rổ. Hầu như cầu thủ nào nổi tiếng Anh cũng biết tên. Anh mang sự hiểu biết của mình đi cá cược, lần nào cũng giành chiến thắng. Sau đó anh cầm tiền đi đánh bạc, nhưng lần nào cũng bị chủ sòng bạc ăn hết. Hôm sau anh lại tiếp tục làm nhân viên, lúc này giày Nike chỉ chiếm 17% của thị trường bóng rổ mà thôi. Sunny chán nản trò chuyện với Howard, anh là đám đốc phòng chế tạo giày bóng rổ. Thời điểm này Adidas đang chiếm ưu thế, vì sản xuất được mẫu giày hot hit thời bấy giờ, Adidas bỏ ra số tiền lớn tài trợ cho rapper, nên đa số thanh thiếu niên đều đi giày đó. Còn Converse thì thành công ký được hợp đồng với hai cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, trở thành hình ảnh đại diện cho hãng đó. Còn Nike chỉ sản xuất giày chạy bộ. Tuy nó đem lại khá nhiều lợi nhuận, nhưng chỉ có người lớn tuổi dùng nó. Điều này làm công ty khó nổi tiếng. Howard thấy ý kiến này rất hợp lý. Bây giờ họ cần phải tìm được cầu thủ có máu mặt để chuẩn bị làm đại diện cho công ty của họ. Lúc này Sunny phải đi học với cấp trên. Crop là giám đốc marketing. Sunny nói mình đã tìm được 3 cầu thủ đứng đầu, nhưng họ đều bị đối thủ cướp mất rồi. Michael Jordan cũng là một trong số đó. Adidas bỏ ra số tiền lớn để ký hợp đồng. Mọi người đưa ra rất nhiều cầu thủ khác, thế nhưng Sunny không chấp nhận người nào cả, vì những cầu thủ này không có tên tuổi. Cuộc họp kết thúc mà không đem lại kết quả gì. Phòng sản xuất giày bóng rổ làm ăn thua lỗ, nên họ không đủ kinh phí thuê Jordan. Sunny hết cách liền tìm đến Phil, muốn xin ông tài trợ chi phí cho mình. Phil nói năm trước công ty thua lỗ nhiều, ông phải cho 1/4 công nhân nghỉ việc. Hơn nữa lãnh đạo còn định không sản xuất giày bóng rổ, nên ông không dám bỏ tiền ra đầu tư nữa. Sunny mặt dày đi xin tài trợ rất nhiều nơi. Kết quả vẫn ra về với hai bàn tay trắng. Tối đó khi trở về ngôi nhà của mình, Sunny lại mở đoạn băng mà Jordan thi đấu. Nhìn thấy Jordan ghi bàn thắng quyết định, khiến cả người anh bị đơ một hồi lâu, không từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của anh. Sáng hôm sau, anh đến công ty tìm Crop để cho anh xem lại đoạn video hôm qua. Crop xem xong chẳng cảm nhận được điều gì. Sunny liền chỉ ra cách đánh bóng của Jordan. Cậu ấy tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không sợ bất cứ đối thủ nào và huấn luyện viên rất kỳ vọng vào cậu. Jordan cứ vậy ghi bàn thắng quyết định để mang lại danh dự cho đội nhà. Bây giờ Sunny không muốn tìm ba cầu thủ kia nữa. Anh chỉ muốn một mình Jordan mà thôi, và anh sẽ làm một đôi giày xoay quanh cậu ấy, hy vọng Crop về phe với mình. Nhưng Crop vẫn kiên quyết từ chối, nếu lần đầu tư này mà thất bại, thì cả hai chắc chắn sẽ bị sa thải khỏi công ty. Sunny liền đi đến gặp Howard, trình bày cho anh nghe suy nghĩ của mình. Howard tuy có hơi lo lắng, nhưng vẫn ủng hộ suy nghĩ của Sunny. Điều quan trọng bây giờ là phải giải thích cho Phil, để anh ấy hiểu ra và chấp nhận đầu tư mà Jordan lại thích đeo giày của Adidas. Jordan còn nói không có hứng thú với Nike. Sunny hết cách đành gọi điện cho Javid là người đại diện của Jordan để xin họ sắp xếp thời gian cho mình gặp mặt. Javid nói dù Jordan có đeo giày Nike thi đấu thì sau khi hết trận đấu cậu ấy sẽ tháo ra ngay. Sunny tuy hơi buồn nhưng vẫn không từ bỏ. Cuối cùng Javid cũng cho anh cơ hội. Ông nói vài ngày nữa Jordan sẽ đến gặp Converse, sau đó thì gặp Adidas. Sunny nghe xong lập tức chạy đến gặp Phil để xin sự chấp thuận từ ông, thế nhưng câu trả lời vẫn là không. Vài ngày sau Converse đã tổ chức cuộc họp để ký hợp đồng với Jordan, Sunny vội gọi điện cho Javid, hầu có thể gặp mặt Jordan ngày gần nhất. Không ngờ Javid lại một mực từ chối. Sunny liền hỏi thăm về gia đình của Jordan, Javid cảnh báo anh không nên đi đường vòng. Nói dứt lời Javid liền cúp máy. Tối đó anh đi gặp hàng xóm nhà Jordan, người này rất thân với gia đình cậu ấy, nhờ đó biết được tính cách từng người trong gia đình. Sáng hôm sau, Sunny lái xe đến Carolina để gặp mặt bố mẹ Jordan. Vừa tới nơi anh đã được bố Jordan tiếp đón. Người mẹ nghe tin nhà có khách cũng bước đến. Sunny vừa nhìn đã biết bà ấy là nóc nhà. Gia đình Jordan sống trong khu rừng rậm rạp, tính đến nay đã được 8 đời rồi. Sunny còn chưa kịp ngỏ lời thì người mẹ đã nêu ra quan điểm của mình, nói Jordan chỉ ký hợp đồng đầu tiên với Adidas và công ty thứ hai là Converse. Sunny nói ra hạn chế của Adidas và Converse. Tuy hiện tại Adidas là thị trường lớn nhất, nhưng họ chưa có CEO mới. Còn Converse lại ký hợp đồng với nhiều cầu thủ, nên Jordan cũng chỉ ngang hàng với những người đó. Nếu Jordan đồng ý ký hợp đồng với Nike, thì họ sẽ chỉ tập trung vào cậu ấy, vì họ chưa từng ký hợp đồng với cầu thủ nào. Anh chưa bao giờ đặt niềm vào ai mạnh đến vậy. Anh cảm thấy Jordan có tiềm năng hơn người, chỉ là chưa bộc lộ mà thôi. Người mẹ nghe xong mỉm thì mỉm cười và chào tạm biệt. Javid biết chuyện liền gọi điện mắng chửi, vì Sunny không coi mình ra gì. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thu lại được, nên bằng mọi cách anh phải ký hợp đồng với Jordan. Nếu thành công thì hai người sẽ trở thành bạn bè, còn không anh sẽ cho Sunny bốc hơi khỏi mặt đất. Javid nói gia đình Jordan đã đồng ý gặp, họ sẽ đến công ty vào đầu tuần tới. Chưa kịp vui mừng thì Phil cho người triệu tập Sunny. Anh chỉ là một nhân viên quèn mà dám vượt mặt cấp trên, đã vậy còn thỏa thuận mức lương cao ngất ngưởng, trong khi công ty không đủ khả năng chi trả.
họ dùng sức từ thời cha sinh mẹ đẻ để cãi nhau, tranh cãi từ sáng tới chiều vẫn không phân thắng bại. Fewett ước định cho Sony nghỉ việc mà không nỡ, đành bảo anh đi chuẩn bị buổi thuyết trình, sau đó mang đến cho mình kiểm duyệt trước. Nếu lần này không thành công, thì không phải nói chắc mọi người cũng biết kết quả. Sony vui mừng bắt đầu đâm đầu vào công việc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt. Anh cùng Crop đến gặp trưởng phòng thiết kế, yêu cầu Peter thiết kế một đôi giày xoay quanh sở thích của Jordan. Đôi giày này không mang logo của Nike, mà sẽ mang logo của cá nhân Jordan. Hơn nữa phải chú ý đến kiểu dáng của giày, sao cho mọi người vừa nhìn đã bị nó thu hút. Nội nhật trong hôm nay và ngày mai, Peter phải hoàn thiện được đôi giày đó. Lúc này gia đình Jordan đã đến gặp Converse. Ban lãnh đạo ca ngợi Jordan không ngớt, nhưng khi người mẹ hỏi vị trí con mình trong lòng họ, họ nói sẽ coi Jordan ngang hàng với hai người kia. Câu nói này giống hệt như lời Sony tiên đoán. Lúc này công ty Nike đang gặp vấn đề, nếu muốn giày được mọi người chú ý đến, thì họ phải tăng màu sắc cho đôi giày. Theo quy định thì 51% phải là màu trắng, nếu không thì giày thi đấu sẽ phải nộp phạt. Crop định tăng màu sắc lên để quảng cáo, còn tiền nộp phạt sẽ tính sau. Mọi người đều đồng ý với quyết định này. Peter phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ được cái tên cho đôi giày. Anh nói đôi giày sẽ được đặt tên là Air Jordan, nhưng cái tên này Javid đã nói ra trước rồi. Hôm sau Phil đeo đôi giày chạy thử trước, nhưng anh vẫn không ưng ý cho lắm. Họ cần phải cải tiến thêm một chút. Mô hình giày mới rất nhanh đã ra lò. Lúc này nhà Jordan đã đến gặp Adidas, nơi sản xuất ra loại giày da ba sọc. Người mẹ hỏi giám đốc của Adidas là ai, các thành viên ở đây đều tranh nhau quyền điều hành. Điều này làm cho người mẹ vô cùng thất vọng. Trước ngày Jordan đến gặp Nike, Phil đến công ty thấy mọi người vẫn đang làm việc. Cuối cùng anh cũng suy nghĩ thông suốt, lần này anh đến để ủng hộ mọi người. Bốn tập trung lên kế hoạch, làm sao để ngày mai thuyết phục được Jordan. Mọi người lo lắng đến nỗi không dám chợp mắt, chỉ sợ ngày mai kế hoạch bị thất bại. Sáng hôm sau, Sony ra cổng tiếp đón nhà Jordan, sau đó dẫn bọn họ vào bên trong. Howard niềm nở ra bắt tay mọi người, thể hiện mình là hoa hậu thân thiện. Mọi người chào đón nhà Jordan đúng theo kế hoạch, nhờ đó chiếm được cảm tình của gia đình họ. Sony từ từ mở tấm khăn che ra, Jordan đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người bố nói đeo giày này chắc chắn sẽ bị phạt. Công ty liền bảo họ sẵn sàng bỏ tiền ra nộp phạt, để cho Jordan có thể đeo mỗi trận đấu. Lúc này Phil mới xông vào. Với lý do công ty có nhiều việc cần giải quyết, sau đó họ lấy ra vô số hình ảnh minh họa, đồng thời nói những quyền lợi Jordan được hưởng. Sony đứng từ xa liên tục nhìn Jordan, anh cảm thấy kế hoạch này chưa đủ thuyết phục. Anh tiến lại gần Jordan, nói cho cậu nghe những lời từ đáy lòng mình. Cậu đi lên từ đội bóng rổ của trường học, mọi người chỉ yêu thích khi cậu nổi tiếng, nhưng không ai đứng trên đỉnh vinh quang mãi được. Một khi đã bị ai đó ghét bỏ, họ sẽ tìm mọi cách để kéo cậu xuống, và giày chỉ là giày cho đến khi có người đeo nó. Sau đó Phil bắt đầu đưa ra các thỏa thuận. Xong việc, gia đình Jordan liền đứng dậy ra về. Ai cũng hy vọng Jordan sẽ gật đầu đồng ý. Từ đó ngày nào Sony cũng ngồi đợi điện thoại, nhưng đợi mãi vẫn không có cuộc gọi nào. Một hôm Howard nói Adidas cũng gửi 250.000 đô và còn tặng cho Jordan một con siêu xe, nên khả năng mình mất cậu ấy là rất cao. Chuyện này khiến Sony vô cùng buồn bã, không biết phải giải thích với mọi người thế nào. Chả lẽ vì mình mà khiến mọi người mất việc? Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, không ngờ mẹ Jordan đích thân gọi tới. Họ đồng ý ký hợp đồng với Nike, nhưng thêm một điều kiện nhỏ nữa, Jordan sẽ nhận được 1% từ những đôi giày được bán. Sony nghe xong vô cùng ngạc nhiên, vì anh chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Anh mang khuôn mặt buồn bã tới gặp Phil, nói cho anh biết về yêu cầu của mẹ Jordan. Phil nghe xong bị đờ mất 10 giây. Sau khi suy nghĩ thông suốt, anh quyết định sẽ ký hợp đồng và chịu toàn bộ trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Sony vui vẻ thông báo tin này cho nhà Jordan. Sau đó anh vui mừng thông báo cho mọi người việc công ty đã ký được hợp đồng với Jordan. Nhờ vào lần mạo hiểm này, Nike đã mua lại được Converse năm 2003. Phil trở thành người giàu thứ 24 nước Mỹ vào năm 2021. Còn Crop và Howard trở thành thành viên cấp cao. Sony trở thành người cải cách giày thể thao.